lòng giới trẻ là tín đồ post hình, lướt Facebook, hoài thu, Hà Nội, luôn cập nhật những bức ảnh đầy thần thái, tranh xả của mình mọi lúc mọi nơi. Thời Internet bùng nổ, dù điện thoại không có kết nối 3G, 4G, nhưng cô nàng chẳng bao giờ lo ngại không update được ảnh lên Facebook vì Wi-Fi có ở hầu khắp mọi nơi. Từ nhà, đến cơ quan, ra trung tâm thương mại hay trong quán cà phê, trường hợp phải di chuyển xa, đi du lịch hay công tác, thu lại dùng ngay gói cứu trợ D15 của mobile phone chỉ với 15.000 đồng, thu có ngay 3 GB ra ta sử dụng trong 3 ngày, thoải mái áp hình, post ảnh, video call một cách tiết kiệm, linh hoạt. Thực tế, các gói ngắn ngày của mobile phone đang là trợ thủ đắc lực cho khách hàng đi du lịch hay lưu trú ngắn ngày tại các khu vực không có wi-fi. nếu cần dùng lâu ngày hơn. Nhiều khách hàng mobile phone không ngần ngại đăng ký gói D30, chỉ với 30.000 đồng, có ngay 7 GB ABAI ra ta trong 7 ngày, không chỉ giúp khách hàng sử dụng dịch vụ 3G, 4G trong các trường hợp cần thiết. Gói cước D15, D30 của mobile phone còn được nhiều khách hàng đánh giá rất hữu ích trong việc kiểm soát chi phí data. D15, D30 được đánh giá là các gói cước 3G, 4G theo ngày tốc độ cao dành cho những khách hàng có nhu cầu sử dụng bất chợt trong ngày, không ổn định theo tháng. Nếu khách hàng không thường xuyên sử dụng dịch vụ 3G và chỉ thỉnh thoảng sử dụng trong một số trường hợp cần thiết thì việc đăng ký gói 3G, 4G sử dụng theo ngày là sự lựa chọn hợp lý và sáng suốt.